Là một trong những thành phố nhỏ và cổ kính nhất Việt Nam, Hội An không chỉ thu hút du khách bởi những ngôi nhà cổ, bãi biển trong xanh mà còn bởi rất nhiều khu nghỉ dưỡng có vị thế đẹp và được đánh giá cao về chất lượng. Theo đó, ngày càng nhiều những điểm lưu trú đạt tiêu chuẩn 5 sao như thế này được phát triển tại Hội An. Đơn cử như tại Koi Resort and Spa, Hội An, khu nghỉ dưỡng nằm bên dòng sông Đế Võng và cách biển Cửa Đại chỉ vài bước chân. Khách lưu trú sẽ được trải nghiệm nhiều dịch vụ đi kèm như bơi thuyền trong hồ nhân tạo, xe đạp miễn phí, xe buýt đưa đón miễn phí lên phố cổ. Không những thế, điểm lưu trú này còn mang đến cho du khách trải nghiệm mới mẻ với thế giới ẩm thực phong phú, từ những món ăn mang đậm hương vị truyền thống của người Việt đến các món ngon đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới. Với kiến trúc độc đáo, được mô phỏng theo những ngôi nhà cổ, kết hợp với không gian tự nhiên xanh mát, khu nghỉ dưỡng này còn mang đến cho khách lưu trú cảm nhận như đang được sống giữa một Hội An thu nhỏ, thanh bình và tránh xa những ồn ào nơi phố thị. As we have many kind of promotion within the year, I invite you to check our website for more information. koiresortandspa.com.vn. Come on. Nếu muốn có một kỳ nghỉ dưỡng thật thoải mái bên gia đình và bạn bè, những khu nghỉ dưỡng chất lượng cao đáp ứng được hầu hết các dịch vụ như thế này chính là lựa chọn của nhiều du khách trong nước và quốc tế hiện nay, khi đời sống xã hội đang ngày càng được nâng cao.